Xin chào các khán giả của kênh YouTube 7 News. Ngày hôm nay thì 7 News có những tin tức nào đáng chú ý? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Giải thưởng ấn tượng VTV mới đây đã công bố danh sách top 5 hạng mục ca sĩ ấn tượng. Kết quả này đã khiến cho các Sky cực kỳ cay cú khi thần tượng Sơn Tùng MTP bất ngờ bị out top. Theo đó, cách đây 10 ngày, Sơn Tùng còn chiếm trệ top 2 để tranh ngôi quán quân với Noo Phước Thịnh. Thậm chí trên trang ấn tượng VTV cũng nhiệt tình kêu gọi fan Sơn Tùng vào bình chọn cho nam ca sĩ trong cuộc đua hạng nhất. Thế nhưng, sau hơn 10 ngày gửi tin nhắn vote nhiệt tình cho giọng ca Hãy Trao Cho Anh, các fan ngỡ ngàng khi Sơn Tùng bị loại khỏi top 5 đầy khó hiểu. Hiện tại, danh sách top 5 trong hạng mục ca sĩ của năm là Mỹ Tâm, Đông Nhi, Lê Cát Trọng Lý, Đen Vâu và Noo Phước Thịnh. Các Sky cho rằng Sơn Tùng MTP bị loại khỏi hạng mục này là quá bất công cho nam ca sĩ. Mới đây, giọng ca Thái Bình còn là nhân vật đứng đầu danh sách ảnh hưởng nhất trên social media vào tháng 7 năm 2019. Theo Sky, thần tượng của mình hoàn toàn có thể không hạng nhất, nhưng cũng không thể mất hút khỏi top 5 như vậy được. Đó là chưa kể đến số lượng vote khủng từ fandom của Sơn Tùng trong suốt thời gian mở cổng bình chọn. Thậm chí, có người còn nhận định rằng VTV đang dùng tên tuổi Sơn Tùng để thu hút sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh bức xúc của các Sky, một số khán giả trung lập cho rằng vị trí của nghệ sĩ không chỉ nằm ở lượt vote của fan mà còn ở đánh giá của hội đồng thẩm định. Rất có thể trong thời gian qua, Sơn Tùng MTP chưa đủ ấn tượng ngoài bản hit comeback Hãy Trao Cho Anh và Sky Tour. Dù sao thì hạng mục cũng đã chốt, các fan vẫn nên bình tĩnh tránh gây kích động. Vì dù Sơn Tùng không có tên trong top 5 thì Sơn Tùng cũng luôn đứng vị trí đầu tiên trong lòng của fan rồi. Hơn nữa, loạt thành tích của Sơn Tùng trong thời gian vừa qua cũng đã làm nức lòng fan hâm mộ. Nhận giải thưởng thì vui nhưng mà đừng nên quá quan trọng mà tập trung ủng hộ cho các sản phẩm của Sơn Tùng trong thời gian tiếp theo các Sky nhé. Thêm một sản phẩm ra đời ngẫu hứng của Jack và KICM đạt triệu view, chứng minh khả năng phá đảo các kênh video, các trang mạng xã hội của bộ đôi này, đó chính là Sóng Gió phiên bản bàn nhậu. Tưởng đâu chỉ là một phút ngẫu hứng nhưng màn ngẫu hứng này lại đạt được những kết quả khá bất ngờ. Sóng Gió phiên bản bàn nhậu được Jack và KICM biểu diễn cực đáng yêu trong men say. Ngay khi vừa đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả yêu mến bộ đôi. Không những thế, trên trang fanpage của Jack, ngay sau khi phiên bản Sóng Gió trên bàn nhậu được đăng tải cũng đạt được số lượt xem khủng. Cụ thể, Sóng Gió bàn nhậu liền đạt được 1 triệu view chỉ sau 4 tiếng phát hành và hiện tại con số đó đang được nâng lên thành 3,3 triệu sau 18 tiếng. Không những thế, đoạn clip này cũng chiếm trệ đứng trên top 22 trending mặt trận YouTube với hơn 2,3 triệu view và con số này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Lúc này công chúng mới thật sự bất ngờ về độ chịu chơi của fan hâm mộ hai anh chàng vì cày view đã trở thành một cụm từ quen thuộc hiện tại, xuất hiện nhiều ở các MV K-pop. Nhưng hiện tại, Việt Nam cũng không còn xa lạ và những fandom hùng hậu luôn dành tặng cho thần tượng lượt xem khủng mỗi khi ra mắt sản phẩm mới. Có lẽ nhiều người sẽ phải ganh tị với các thành tích mà hai lính mới của V-pop liên tục đạt được. Chỉ một video hát live ngẫu hứng cũng có thể lọt vào top trending dễ dàng, đạt vài triệu view trong một thời gian ngắn, dễ như trở bàn tay. Với sự ưu ái của người hâm mộ dành cho Jack và KICM, chắc hẳn hai anh chàng trai trẻ sẽ còn vươn xa hơn nữa trong tương lai, sẽ còn nhiều thành công đang chờ đón các chàng trai ở phía trước. Mới đây, vụ việc chương trình Nhanh Như Chớp sai kiến thức địa lý đã gây xôn xao mạng xã hội khi nhầm lẫn giữa động Hương Tích ở Huế thay vì chính xác phải là ở Hà Nội. Ngay khi bị nhiều người xem bắt lỗi, nhà sản xuất đã vội phi tan tập mới và re-up lại tập 22 đã qua chỉnh sửa vào sáng ngày 25 tháng 8. Cụ thể, trong phần thi của Nam Thư, Trường Giang đọc câu hỏi Động Hương Tích nằm ở đâu? Nam Thư sau khi suy nghĩ đã đưa ra đáp án là Huế. Đáp án này được Trường Giang ghi nhận là đúng. Việc biến đáp án sai thành đáp án đúng giúp Nam Thư có cơ hội đạt giải 20 triệu đồng khi trả lời đúng liên tiếp 10 câu. Sau khi đoạn clip này được đăng tải đã trở thành đề tài tranh luận của người xem. Thực tế, Động Hương Tích là một động đẹp, trọng tâm của khu du lịch quốc gia Hương Sơn thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội, Việt Nam, một người xem phát hiện và chia sẻ. Được khán giả góp ý lỗi sai, nhà sản xuất thay vì lên tiếng đính chính và xin lỗi đã nhanh chóng phi tang đoạn clip có đáp án sai thay bằng sản phẩm mới, trong đó có lồng tiếng của Nam Thư, thay đáp án Huế thành Hà Nội. Việc nhà sản xuất úp mở về lỗi sai và không ghi nhận góp ý của khán giả càng khiến cho vụ việc trở thành tâm điểm chú ý. Và dù nhanh chóng bị phi tang, song nhiều người đã kịp lưu lại phần thi gốc của Nam Thư, trong đó đáp án của nữ diễn viên được ghi lại rõ ràng. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, vẫn có một số ý kiến tỏ ra cảm thông với ban tổ chức chương trình vì theo họ, sai sót là điều không ai mong muốn. Là một chương trình game show với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, thiết nghĩ nhà sản xuất chương trình nên có cách xử lý khéo léo hơn một chút. Dù gì khán giả và người hâm mộ cũng chỉ muốn góp nhiều ý kiến khác nhau để chương trình hoàn thiện hơn mà thôi. Lương Bằng Quang và câu chuyện tình cảm xung quanh Gấp Bóng Hồng luôn là chủ đề nóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.
Khi chuyện tình với Ngân 98 vừa kết thúc, mới đây, Lương Bằng Quang đã tiếp tục gây xôn xao khi bất ngờ đăng tải ảnh chụp cùng với tình cũ một thời, Yaya Trương Nhi. Chủ nhân của hit Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm, chia sẻ ảnh cùng dòng chú thích. Chúng ta đẹp nhất khi không thuộc về ai. Yaya Trương Nhi nở nụ cười tươi tắn bên cạnh người yêu cũ. Còn Lương Bằng Quang thì bảnh bao và điển trai hơn sau khi có cuộc phẫu thuật thẩm mỹ vào vài tháng trước. Sau 4 năm chia tay, đây là lần đầu tiên Lương Bằng Quang và Yaya Trương Nhi xuất hiện chung khá thân thiết như vậy. Trước đó, cặp đôi này cũng từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Tuy nhiên, khác với Ngân 98, nam ca sĩ được người hâm mộ nhiệt tình đẩy thuyền nếu quay lại với Yaya Trương Nhi. Nhiều ý kiến cho rằng vì Lương Bằng Quang và Yaya Trương Nhi từng là cặp đôi rất đẹp một thời, nên nếu có khả năng quay lại là một điều đáng mừng. Giọng ca chính em cũng từng dành hết lời khen ngợi cho bạn gái cũ, là một cô gái bản lĩnh, độc lập, tự kiếm tiền và không đòi hỏi bạn trai. Việc cặp đôi gặp lại nhau, chụp ảnh cùng nhau sau một thời gian tan vỡ cũng là chuyện không hiếm hoi trong showbiz Việt. Điều này phần nào khẳng định các nhân vật chính vẫn xem nhau là bạn bè, mối quan hệ không mâu thuẫn hay căng thẳng khi kết thúc việc hẹn hò. Bạn có muốn Yaya Trương Nhi và Lương Bằng Quang kết hợp với nhau trong thời gian tới không? Hãy chia sẻ cùng với Xem và New nhé! Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng biết đến truyện ngắn Lão Hạc của nhà văn Nam Cao, trong đó có một nhân vật bốn chân khá quen thuộc, đó chính là chú chó Cậu Vàng. Việc nhà sản xuất đưa Cậu Vàng lên phim lại còn cho làm hẳn nhân vật chính đã nhận được sự đồng tình rất lớn từ phía dư luận. Tuy nhiên, sau khi nhà sản xuất dự án Cậu Vàng thông báo diễn viên chính vào vai là một chú chó giống Shiba Inu của Nhật Bản thì lại vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều. Ngày 24 tháng 8, một chú chó cưng của một phụ nữ ở Hà Nội đã vượt qua hàng trăm chú chó khác ở vòng tuyển diễn viên cho bộ phim của đạo diễn Trần Vũ Thủy. Chú chó hiện tại 2 tuổi, thuần giống Shiba Inu, loài chó đặc trưng của Nhật Bản. Tuy nhiên, khi thông tin này được công bố, nhiều người phản đối chú chó đóng vai Cậu Vàng vì cho rằng dáng dấp ngoại hình không phù hợp. Theo nguyên tắc, hoàn cảnh của Lão Hạc rất nghèo khổ, cuối tác phẩm Lão phải bán Cậu Vàng đi, còn chú chó Shiba Inu được tuyển chọn có dáng mập mạp, tròn trịa, gương mặt khá hồn nhiên. Việc để một chú chó thuần giống Nhật Bản đóng trong một tác phẩm về văn học Việt Nam cũng gây tranh cãi. Trên fanpage của phim, một số khán giả cho rằng nên chọn các giống chó thuần Việt như Phú Quốc, chó cỏ để đóng Cậu Vàng, bởi lẽ đây cũng là cơ hội để giới thiệu rộng rãi quốc khuyển đến mọi người, cũng là một cách giúp người xem trân quý các giống chó ở Việt Nam hơn, hoặc có thể thay đổi được một phần ý thức về vấn nạn trộm chó ăn thịt và cách đối xử công bằng hơn giữa chó Việt và chó Nhập. Chiều 25 tháng 8, ông Nguyễn Hữu Việt, đại diện truyền thông của phim, cho biết việc dùng chó Shiba Inu đóng phim Cậu Vàng vì ekip không tìm được chú chó nào phù hợp hơn. Ban đầu, ekip định chọn giống chó thuần Việt trong tác phẩm Tri ân cố nhà văn Nam Cao. Hai năm qua, họ đã gửi hai chú chó thuần Việt vào các trung tâm để chuẩn bị cho vai diễn. Tuy nhiên, sau quá trình huấn luyện, hai con vật đều không đáp ứng được nhiều kỹ thuật khó của vai do quen lối sống tự nhiên. Trong buổi tuyển diễn viên cho phim, chú chó Shiba Inu thỏa mãn các yêu cầu của đạo diễn như chó đực, thông minh, phản ứng nhanh nhẹn, thân thiện, đồng thời vượt qua nhiều bài kiểm tra. Khi lên màn ảnh, bộ phận chuyên môn sẽ tạo hình Cậu Vàng để ra giống chó thuần Việt hơn. Mặc dù phía ekip đã lên tiếng nhưng những ý kiến trái chiều vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, nếu xét cho cùng, nếu như dự án phim điện ảnh Cậu Vàng bám sát nguyên tắc, đất diễn của Cậu Vàng chỉ là một người bạn thân thiết bên cạnh Lão Hạc, thì việc lựa chọn diễn viên bốn chân sẽ đơn giản hơn. Nhưng nếu bộ phim điện ảnh này quyết định thay đổi góc kể chuyện, để Cậu Vàng trở thành trung tâm của toàn bộ câu chuyện, thì đòi hỏi dành cho khuyển diễn viên sẽ phức tạp và khắt khe hơn. Bạn nghĩ sao về việc chú chó Shiba Inu đóng vai Cậu Vàng? Hãy chia sẻ cùng với chúng mình nhé! Và đó là những tin tức đáng chú ý nhất có trong ngày hôm nay mà kênh YouTube 7 News đã gửi đến cho quý vị và các bạn. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh YouTube của chúng mình để mỗi ngày lại được cập nhật thêm những điều thú vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin lần sau.